xin chào anh chị em nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trường Stock. Đây là một kênh chứng khoán lập ra nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm giao dịch trên thị trường và cũng là nơi em sẽ chia sẻ các cái mã cổ phiếu tiềm năng, những cơ hội đầu tư cũng như là đi phân tích về thị trường mỗi ngày để anh chị có được cái góc nhìn cũng như là có thể kiếm được cái mức sinh lợi tốt trên thị trường. Anh chị nếu như mình lần đầu tiên đến với kênh thì có thể bấm vào nút đăng ký để có thể theo dõi những video tiếp theo đến từ em và anh chị em mình thấy video hay đừng ngại để lại cho em một like để em ngày một cải thiện chất lượng tư vấn. Để để có thể hỗ trợ anh chị mình một cách tốt hơn nha. Trong video ngày hôm nay, như thường lệ thì mình sẽ tiếp tục đi phân tích về thị trường chung. Trước mắt thì chúng ta sẽ đi phân tích về thị trường chung, đưa ra những kịch bản cũng như là hướng xử lý các mã cổ phiếu trong danh mục và sẽ đi qua từng nhóm ngành, từng nhóm ngành để tìm ra các cái cơ hội đầu tư cho những anh chị nào chưa kịp mua mới và đi review qua các mã cổ phiếu anh chị em mình đang nắm giữ để mình có thể cơ cấu danh mục và lên cái chiến lược đầu tư tốt nhất nha. Hôm nay thì là một cái hệ nói là một cái phiên cực kỳ hưng phấn của thị trường khi mà cái phiên chỉ số VN-Index tăng 21,36 điểm là khoảng 1,56% lên cái ngưỡng 1394,09 điểm. HNX cũng cho sắc xanh là 0,64% và UPCOM thì tăng 0,51%. Có thể nói là đi ngược lại với cái tâm lý lo sợ của uh, cái tâm lý lo sợ chỉ số quay trở về lắp gáp mở ra từ đầu phiên của phần lớn nhà đầu tư. Thì như chị em mình cũng biết phi hôm nay, phi hôm nay mở cửa chỉ số đã có một cái gáp bút thì rất là nhiều nhà đầu tư lo ngại liệu chỉ số có quay đầu giảm điểm và lắp ghép này sau đó mới bật lại hay không. Nhưng nhưng cái sướng tăng của nhóm cổ phiếu trụ liên tục được mở rộng lên các mốc cao hơn và dường như là không thể phá vỡ được, không thể quay đầu giảm được. Chỉ số VN30, về chỉ số VN30 chị thấy là phi hôm nay Chỉ số đã kéo một mạnh lên ngưỡng 1.510 và cái phiên thì tăng gần 34 điểm so với cái phiên thứ sáu tuần trước, tương đương ở cái mức là 2,28%. Thì như vậy chỉ số VN30 đã lấy lại được cái ngưỡng 1 năm, đã lấy lại cái ngưỡng 1 năm trước à, khoảng đầu tháng 8 này. Chỉ số đã chính thức lấy lại cái mốc này sau gần như là gần 2 tháng nỗ lực hồi phục nhưng chưa thành công thì hôm nay chỉ số đã lấy lại được cái mốc này thì đó cũng là một tín hiệu tốt của thị trường khi mà chỉ số VN30 thì đại diện cho nhóm vốn hóa lớn. Về các nhóm cổ phiếu Đây, về các nhóm cổ phiếu trong phiên hôm nay, có thể nói là cổ phiếu họ ngân hàng hoàn toàn chiếm sóng trong phiên ngày hôm nay khi riêng nhóm này đóng góp 11,5 điểm cho đà tăng của chỉ số Vindex bỏ xa các cái nhóm nhận giá khác như là bất động sản, thép, chứng khoán, bán lẻ đây Mình mở các cổ phiếu ngân hàng ra, hôm nay hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đều cho sắc xanh và thậm chí có nhiều mã vốn hóa lớn như là Techcombank công, công thương thì tăng hơn 4% Mặt khác thì các cổ phiếu nhóm này, các cổ phiếu nhóm này lọt top, top giao dịch khủng trong phiên ngày hôm nay có thể gây đến các cổ phiếu như là SHB nè SHB hôm nay cái khối lượng giao dịch rất là lớn hoặc là Techcombank, Mbank và Công Thương là những cái mã cổ phiếu có cái sự cải thiện về thanh khoản một trong những yếu tố góp phần làm nên sự sôi động của thị trường phiên đầu tuần có thể nói là chính là cái sự trở lại của thanh khoản không riêng gì nhóm cổ phiếu ngân hàng mà cả là thị trường chung thì phiên hôm nay đã có cái tín hiệu quay trở về của thanh khoản giá trị giao dịch sàn hô xe tăng hơn 4.800 tỷ đồng so với phiên trước lên cái ngưỡng là 122 22.800 tỷ đồng tính chung cả ba sàn thì tổng giá trị giao dịch là đạt 29.285 tỷ đồng. Như vậy anh chị em nhìn vào đồ thị kỹ thuật, nhìn vào đồ thị kỹ thuật phiên hôm nay, có thể nói là chỉ số đã chính thức bứt phá được cái ngưỡng 1380. Thì anh chị em có theo dõi video cuối tuần thì cũng biết là cái mốc giai đoạn này mà mình đang lo ngại thị trường có sự rung lắc là cái ngưỡng 1380. Như hôm nay, như hôm nay chỉ số đã mở gác và tăng vượt trội cái mốc này và đóng cửa thậm chí là cái mức 1394, một con số rất là lớn. Thì với cái tín hiệu tích cực từ chỉ số này, từ thanh khoản cũng như là cái sự phục hồi của nhóm cổ phiếu ngân hàng thì kỳ vọng tiếp theo của chúng ta thì chỉ số sẽ tiến đến từ các cái ngưỡng kháng cự qua 14 là cái vùng đỉnh trước đó vào đầu tháng 7 này đây quanh cái ngưỡng 1 4, thì nếu như nếu như giai đoạn này chỉ số tiếp tục cái đà hưng phấn như thế này thì việc mà chỉ số tiến đến cái mốc 1 tư là cái điều hoàn toàn có thể với những cái diễn biến về phân tích kỹ thuật trong giai đoạn hiện tại và hỗ trợ thì như em có nói rất là nhiều lần cho chị mình về phân tích kỹ thuật một cái mốc mà trước đó nó là mốc kháng cự mạnh thì sau khi sau khi mà chỉ số hay là cổ phiếu vượt được kháng cự thì nó sẽ trở thành cái mốc hỗ trợ đáng tin cậy thì như giai đoạn này cái mốc hỗ trợ trong ngắn hạn của chỉ số Vinac sẽ là quanh cái ngưỡng 1.375 cho đến 1 380, bởi vì sao bởi vì trước đó cái mốc này là một cái vùng kháng cự mạnh của chỉ số chị phải là cái mốc này được thử thách rất là nhiều lần nhưng không vượt được thì với cái giai đoạn này khi mà chỉ số đã bứt phá thành công khi mà chỉ số đã bứt phá thành công được mốc này thì nó sẽ trở thành cái mốc hỗ trợ trong ngắn hạn đáng tin cậy và cái mốc hỗ trợ tiếp theo sẽ là quanh đường MI10 nha anh chị. Quanh đường MI10 là quanh cái ngưỡng 1360 thì cái mốc này trước đó cũng là một cái mốc kháng cự mạnh. Thì anh chị thấy là để ý là các cái mốc kháng cự sau khi vượt được, sau khi mà chỉ số vượt được thì giai đoạn này nó sẽ trở thành những cái mốc hỗ trợ trong ngắn hạn của chỉ số. Thì đó là về tình hình chung về kịch bản của thị trường trong giai đoạn sắp tới. Thì cái kỳ vọng tích cực là chỉ số sẽ tiếp tục có những nhịp tăng, những cái nhịp tăng điểm hướng đến cái mốc kháng cự tiếp theo là quanh một cái ngưỡng 1400 và cái mốc hỗ trợ trong ngắn hạn, cái mốc hỗ trợ mà chỉ số có thể có những nhịp test về sẽ là quanh cái ngưỡng 1375 cho đến 1380 có thể nói là để củng cố nhịp tăng có thể là có những cái nhịp rung lắc ở đây củng cố đa tăng để chỉ số tiếp tục đi lên đây về cái nhịp tăng Phi hôm nay anh chị em à, có hay hỏi em là liệu chỉ số có rủi ro hay không khi mà tăng điểm mạnh mạnh như vậy thì các em đánh giá thì đây có thể nói là một cái nhịp tăng điểm và vượt kháng cự rất là tích cực của chỉ số vinindex thì nhìn chung như phân tích trước đó của em trong các video trong các video cũ động lực chính để thị trường tăng mạnh và vượt qua các mốc kháng cự qua 1380 phụ thuộc nhiều vào nhóm viên 30 các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như là ngân hàng chứng khoán thép bất động sản vân vân bởi vì do đa phần các mã Midcap và small cap đã tăng tốt trong giai đoạn trước đó và cũng đã phần nào phản kết quả kinh doanh quý 3 sắp tới thì như anh chị em mình có theo dõi những video trước thì em có phân tích về cái động lực sắp tới của thị trường thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào các cổ phiếu vốn hóa lớn thì vì hôm nay đã chứng thực cho cái suy đoán trước đó của chúng ta khi mà chỉ số đã có những cái nhịp vượt khỏi cái mốc này rồi anh chị. Thì về nói về cái nhóm cổ phiếu mica cũng như là cái nhóm small cá thì phía hôm nay nó có tín hiệu chốt lợi Thì à, nhiều nhà đầu tư lo ngại, nhiều nhà đầu tư của chúng ta lo ngại là liệu rằng à, cái nhóm này có có tín hiệu xấu hay không Đây, nếu chị em nhìn vào cái đồ thị này có thể thấy là cái chỉ số VN Mid Cap và cái chỉ số VN Small Cap cũng đã tiệm cận, cũng đã tiệm cận cái vùng đỉnh cũ sau quá trình hồi phục từ nhịp điều chỉnh trước đó. Anh chị thấy là cái cái nhóm VN Mid Cap này đang tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ trước đó. Thì cái vùng đỉnh này đã thử hết rất là nhiều lần rồi. Thì, thì thì dạng này tiếp tục quay trở về tiệm cận cái vùng đỉnh này nè. Anh chị em nhìn vào đồ thị có thể thấy rất là rõ. Nhóm Mid Cap thì sau cái nhịp điều chỉnh, sau cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn thì đang quay trở về, đang quay trở về test lại cái vùng đỉnh trước đó. Cũng như là cái nhóm VN Small Cap đây Cap cũng đang tiệm cận về vùng đỉnh cũ. Nó cho thấy một điều là hai nhóm này, hai nhóm này cũng nó nó có cái sự khỏe hơn so với chỉ số Vinidac khi mà nó đã tiệm, nó đã quay trở về tết cái vùng đỉnh trước đó uh, nhanh hơn cái nhóm thị trường, nhanh hơn các cái cổ phiếu vốn hóa lớn. thì uh, vì mà hai cái nhóm này, hai cái nhóm này tiệm cận về vùng đỉnh cũ thì như mình cũng biết là cái xu hướng thị trường cũng như là các cái cổ phiếu nếu như khi mà các nhóm cổ phiếu này nó tăng, nó tăng nóng thì khi mà chạm về vùng đỉnh cũ nếu như cổ phiếu khỏe hoặc là chỉ số khỏe thì nó sẽ có có thể là tích lũy đi ngang và nếu yếu hơn thì nó có thể test lại nó có thể có những nhịp điều chỉnh nhẹ sau đó đi tiếp Ê, cái những cái vùng đỉnh cũ này nó là kháng cự mạnh Thì nó cần nó cần có cái lực đủ cũng như là có cái sự hấp thụ lực cung thì sau đó mới có thể tiếp tục đi nhanh được thì nhìn chung, nhìn chung hai cái nhóm mid Cap và Small cap giai đoạn này cũng không có quá là đáng lo ngại đâu anh chị. Khi mà hầu hết các à, cái cổ phiếu đầu ngành mà trước đó mình đầu tư nó vẫn đang duy trì cái xu hướng tăng tốt hơn so với chỉ số VN-Index, nhưng khả năng thì như em vừa đề cập thì nó sẽ có những cái nhịp chững lại, những cái nhịp tích lũy để hấp thụ lực cung hoặc là chỉnh à, những cái nhịp chững hoặc là những cái nhịp chỉnh nhẹ để lấy đà. Nếu bứt phá được cái vùng đỉnh này thì sẽ tiếp tục tiến xa hơn. Về những cái ở cái nhóm cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục chọn lọc những cái cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng lâu dài và những cái nhịp rung lắc sẽ là cái cơ hội để chúng ta gom thêm hàng. Những cái thông tin tiêu cực dạng này trên thị trường đã được hấp thụ hết sau cái mùa kết quả kinh doanh quý 3 này khi mà số liệu vĩ mô và kết quả kinh doanh các doanh nghiệp đã phản ánh một phần thì những cái cái dường như là những cái xấu hết đã dần dần được phản ánh. Còn về nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng là một trong những cái nhóm mà anh chị mình rất là quan tâm dạng này, đặc biệt là sau cái phiên phục hồi phiên ngày hôm nay thì như như những cái tin tức trôi nổi trên các diễn đàn dạng này cũng như là cái, cái cái khả năng mình có thể đoán được về cái kết quả kinh doanh quý 3 của các ngân hàng nó sẽ khá là ảm đạm và chững lại sau cái đà tăng trưởng cho, uh, sau cái đà tăng trưởng tốt trước đó thì do ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của đại dịch covid trong quý 3 và bức tranh nợ xấu trong những quý sắp tới thì dù vậy dù vậy đa phần các cổ phiếu nhóm này đã có cái sự chiết khấu về giá để phản ánh lo ngại về nhóm này khi mà rủi ro dịch bệnh kéo dài cho nên theo cái đánh giá của em, những thông tin về lợi nhuận trên thị trường trong giai đoạn này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến các nhóm cổ phiếu ngân hàng nữa. Thì em thấy là trước đó hầu hết các cổ phiếu ngân hàng nó đã có một cái đoạn chiếc khấu giá rất là dài và dường như có thể nói là giai đoạn này nếu như, nếu như cái thanh khoản quay trở lại thì nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể nói là đã tạo đáy. Bởi vì sao? Thị trường chứng khoán là thị trường của sự kỳ vọng Thì tin tức ra hôm nay thì nó đã phản ánh một phần vào giá trước đó rồi à, Đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng trước đó thì hầu như những tin tức xấu Anh chị em nhà đầu tư mình đều có thể dự đoán được Cho nên khi mà những tin tức này ra thì nó đã phản ánh vào tâm lý trước đó rồi anh chị Đặc biệt là có thể nói là à, chúng ta đang mong chờ là cái như phân tích trước đó của em là nhóm cổ phiếu ngân hàng nó đang thiếu cái gì, nó đang thiếu thanh khoản về dòng tiền. thì đối với những cái nhóm cổ phiếu này thì mình sẽ đang chờ đợi tín hiệu dòng tiền quay trở lại. sau khi những cái nhóm khác điều chỉnh sau nhịp tăng giá thì nhóm tiền nó sẽ thì cái dòng tiền nó có thể quay trở về đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng. thì giai đoạn này mình vẫn chú ý các cổ phiếu có sự cải thiện về thanh khoản. ví dụ như là công thương nè. công thương thì sau cái nhịp chỉnh mạnh vào cái phiên ngày 4 tháng 10 thì cái video ngày 4 tháng 10 em cũng có phân tích rồi. thì với cái nhịp chỉnh ngày 4 tháng 10 của công thương thì nó cũng đang có tín hiệu là dòng tiền Giai đoạn này thì đối với cổ phiếu ngân hàng dù tăng hay giảm thì mình vẫn đang chờ đợi yếu tố dòng tiền nha Bởi vì nếu như nó giảm mà về dòng tiền mạnh thì nó đã cho thấy cái sự bán mạnh, cái sự qua bán Còn nếu như nó cứ giảm mà cái khối lượng rất là nhỏ như trước đó chị thấy là giảm nè Giảm vào ngày vào đầu tháng 9 nhưng mà giảm cái khối lượng rất là nhỏ thì sau đó tạo nền và sau đó là giảm tiếp Thì nó cứ rỉ rỉ nó giảm mãi nhưng mà nếu như một cái phiên giảm mạnh Nếu như một cái phiên giảm mạnh với cái khối lượng giảm mạnh thì nó lại là một tín hiệu tốt cho cái nhịp giảm của chỉ số cũng là cổ phiếu thì phiên hôm nay cổ phiếu công thì cái phiên trước đó cổ phiếu công thương đã giảm mạnh và phiên hôm nay dòng tiền đã bắt quay trở lại một số cổ phiếu khác như có sự cải thiện về thanh khoản như là mb bank nè những cái cổ phiếu này dạng sau mình có thể chú ý lại được nè hoặc là bvb nè techcombank Uh, hoặc là OCB, đó là những cái cổ phiếu ngân hàng. Trước đó, trước đó em có chia sẻ rồi. Đặc biệt là cổ phiếu OCB thì em có cho anh chị em trong rung khách hàng của em cũng như là cái rung trải nghiệm, à em cũng giới thiệu anh chị em mình luôn. thì đây là một cái rung trải nghiệm nơi em sẽ chia sẻ các cái mã cổ phiếu tiềm năng cũng như là đi nhận định ngay trong phiên. Thì nếu như anh chị nào muốn tham gia vào đây thì mình có thể tham gia qua cái đường link, qua cái đường link em để dưới phần comment nha. Mình có thể tham gia qua cái đường link để dưới phần comment để tham gia vào đây. Thì đây sẽ là nơi em chia sẻ các mã cổ phiếu này, à, khuyến nghị các mã cổ phiếu có thể mua được này. Chị em nhìn vào cái list này có thể thấy là các mã cổ phiếu em đã khuyến nghị trước đó như là OJS, nè, VGI thì dạng này đều tăng giá rất là tốt hoặc là những cái nhận định ngay trong phiên để chị mình có thể tham gia qua cái đường link thì quay trở lại với thị trường chung thì nhóm cổ phiếu ngân hàng đó là các cổ phiếu mình cần chú ý như là OCB, MBBank, BV, BVB, BVB, Techcombank là Công Thương là những cái mà cổ phiếu có cái sự cải thiện về thanh khoản giai đoạn này. Còn đối thì em có nói rất là nhiều lần rồi, rồi thì đối với nhóm này thì quan trọng nhất là khối lượng. Nếu như có cái sự cải thiện trở lại thì dù tăng hay giảm đều tốt. Khi đó nó cho thấy là cổ phiếu đang được quan tâm hơn của thị trường sau cái giai đoạn ảm đạm vừa rồi khi mà vừa giảm và thanh khoản rất là thấp. Các cổ phiếu đầu ngành như là Techcombank và Công Thương thì phi hôm nay có thanh khoản tốt chính là cái động thái giúp tiền vào nhóm ngân hàng mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới thì em vẫn quan trọng nhất là thanh khoản đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng nha anh chị nếu thanh khoản nhóm này cải thiện hẳn trong những cái phiên sắp tới kể cả những cái phiên test lại những cái phiên điều chỉnh test lại hỗ trợ đó anh chị thì sau khi tăng sau khi tăng chắc chắn thì những cái cổ phiếu này trước đó một lượng lớn nhà tôi kẹp hàng thì không thể mà tăng mạnh được thì nó có thể có những phiên test lại cung cầu thì nếu như dòng tiền quay trở lại nhóm này kể cả những trong những dịp tết thì nó sẽ vẫn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tốt cho chỉ số vinindex vì mình vẫn kỳ vọng cái thanh khoản sẽ được cải thiện trong những phiên sắp tới nha chị còn nếu như nếu như thanh khoản không được duy trì thì nó lại là một tín hiệu xấu cho chỉ số vn index cái nhóm vốn hóa thứ hai dạng này chị mình cần chú ý đó chính là nhóm cổ phiếu bất động sản thì nhìn chung nhìn chung ở nhóm cổ phiếu bất động sản này là một cái nhóm vốn hóa ở nhóm cổ phiếu bất động sản thì nhóm vốn hóa nhỏ nó đang vận động tốt hơn so với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thì đang vận động tốt hơn các cổ phiếu vốn hóa lớn thì nhiều cổ phiếu vượt thoát khỏi các cái nền tảng dài tạo đà tăng tốt à, tạo cái đà tăng giá tốt dựa vào chất lượng tài sản tích cực cũng như là hưởng lợi từ giai đoạn tiền rẻ này các cái doanh nghiệp có dự án tốt à, thì giai đoạn này nếu như nó vượt được nền tảng già thì nó sẽ có cái đà tăng rất là tốt trong giai đoạn sắp tới thì ví dụ những doanh nghiệp nào thì trước đó em có khuyến nghị rồi đó chính là cổ phiếu nam long này anh chị em nhìn vào nam long có thể thấy dạng trước đó cổ phiếu có một cái nền tảng tích lũy này có một cái nền tảng tích lũy thì sau khi vượt được sau khi vượt được thì cổ phiếu dạng này đang kỳ vọng là vượt được khỏi kháng cự 45 thì nó sẽ cho những cái đà tăng rất là tốt trong thời gian tới Uh, thứ hai là DG, DG là một trong những cái ví dụ điển hình nhất về các cổ phiếu vượt nền tảng. Đây mình mở rộng chạc ra có thể thấy là DG trước đó nó có một cái nền tảng rất là dài, một cái nền nền dài hình thành trong cái biên độ là 21 cho đến 27 này, cái biên này rất là dài. Và sau khi cổ phiếu bứt phá khỏi biên thì nó đã cho cái đà tăng rất là tốt. Thì mình đang kỳ vọng những nhịp tăng tiếp theo khi mà cổ phiếu bứt phá khỏi cái cản 35 đến 36 cho cổ phiếu DG. Thì trước đó mình có khuyến nghị mua vào. Hoặc là Hà Đô, Hà Đô cũng là một trong các cổ phiếu có nền tảng. Thì những cái cổ phiếu bất động sản có nền tảng thì trước đó em có chia sẻ rất rất là nhiều rồi, hoặc là SCR, SCR nhịp này chị mình có thể cân nhắc mua nha. Đây cũng là một trong các cổ phiếu vượt nền tảng nè, vượt nền tảng thì giai đoạn này đối với cổ phiếu SCR trong những cái nhịp chỉnh, trong những cái nhịp chỉnh về quanh cái vùng giá đây, quanh cái vùng giá là 12.3 cho đến 12.5. Ở cái vùng này, cái vùng đỉnh cũ là quanh 12.3 cho đến 12.5 thì anh chị mình có thể mở 30% vị thế đối với cổ phiếu SCR nha. Và gia tăng khi nào cổ phiếu vượt khỏi 13.5, gia tăng khi nào cổ phiếu vượt khỏi 13.5 thì đối với những anh chị nào đã mua theo khuyến nghị trước đó nếu như mà mua ở giá cao là quanh 13.12.8 cho đến 13 thì những cái nhịp điều chỉnh này, những cái nhịp điều chỉnh về quanh 12, 12 3 thì mình có thể gom thêm một phần đối với cổ phiếu SCR nha. Thì nhịp này em khuyến nghị mua cho cổ phiếu SCR là vì cái mục tiêu chung và dài hạn và cũng như là cái kỳ vọng vượt nền tảng dài đối với dòng bất động sản cho cái triển vọng quý 4 sắp tới. Thì đây là một trong các doanh nghiệp có cái lượng dự án lớn và được sẽ được bút trong trong thời gian tới thì doanh nghiệp bất động sản thì mình vẫn đánh dựa vào chất lượng tài sản thôi. Thì đó là hai cái nhóm vốn hóa lớn chiếm tỷ trọng hơn 50% tỷ trọng giao dịch trên thị trường nên nó sẽ mang yếu tố quyết định xu hướng của chỉ số trong thời gian tới. Thì do cái kết quả kinh doanh không mấy khả quan ở hai nhóm này trong quý 3 nên thời gian nên cái cái giai đoạn vừa rồi thì nó vẫn duy trì ở cái mức tăng khá là thấp thì kỳ vọng cái sự phục hồi của nền kinh tế trong quý 4 năm 2021 và mạnh mẽ hơn là vào đầu năm 2022 sẽ giúp lợi nhuận của các nhóm này phục hồi và tạo động lực cho chỉ số trong thời gian sắp tới thì nhóm ngân hàng và nhóm bất học sản đang kỳ vọng là những cái nhóm sau này sẽ phục hồi mạnh mẽ. Về nhóm mixcap thì những cái ngành nghề mình cần quan tâm trong quý 4 năm 2021 sẽ là thứ nhất là nhóm tiêu dùng thiết yếu. Thì tiêu dùng thiết yếu chỗ đó mình có chia sẻ hai cổ phiếu rồi là Masan và MWG thì lát nữa mình sẽ cập nhật về phân tích kỹ thuật sau. À, bán lẻ thì có DG, FRT Logistics thì cảng biển thì giai đoạn này mình chú ý Tremadep cho em GM nha Còn công nghệ thông tin thì vẫn các cổ phiếu cũ như là FPT nè FPT đầu ngành Còn các cổ phiếu nhỏ như là LC, ITD thì em chưa ưu tiên lắm cho nhịp này và một số nhóm cổ phiếu năng lượng điện đang hưởng lợi khi mà giá đóng điện trước à, gia giá điện giai đoạn này khá là cao như là BC1 hoặc là TV2 nè. Đây, các cổ phiếu này thì lát nữa em sẽ chia sẻ về điểm mua. À, về hoạt động xây dựng và đẩy mạnh đầu tư công sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới là cái điều em chia sẻ rất là nhiều trong các video rồi Khi mà dịch bệnh đang được kiểm soát nhằm duy trì tăng trưởng GDP thì nhóm đầu tư công sẽ tiếp tục được đẩy mạnh Thì nó sẽ tiếp tục hỗ trợ nhóm cổ phiếu thép này, cổ phiếu thép là một trong những cái nhóm hưởng lợi từ đầu tư công này Nhóm xây dựng hay là các nhóm hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công Thì về trực tiếp thì có vật liệu xây dựng, xây dựng là có đá này ở À, các nhóm hạ tầng như là C4G vân vân. Còn về gián tiếp sẽ có các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp thì như chú đó em có nói rồi theo sóng ngành thì sau sóng đầu tư công sẽ tới sóng bất động sản khu công nghiệp thì trước đó mình có chia sẻ cổ phiếu SSC thì dạng này vẫn đang mang lại cái mức lợi nhuận rất là tốt. Hoặc là các bất động sản dân sinh quanh các hạ tầng thì có Nam Long, DIG, Vinhome thì Nam Long, DIG và SCR là một trong là các cái cổ phiếu bất động sản dạng này em có khuyến nghị anh chị em trong đông khách hàng của em cũng như là khuyến nghị chị em mình có thể chú ý lại để đầu tư về nhóm cổ phiếu xuất nhập khẩu cũng sẽ được phục hồi trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi sản xuất trong nước do giãn cách với chi phí cao khi phải thực hiện ba tại chỗ và khôi phục công suất trong khi mở cửa trở lại thì nhóm này cũng đang được kỳ vọng nha anh chị. Thì về nhóm này dàn này mình sẽ chú ý nhóm thủy sản và dệt may. Về nhóm thủy sản thì với giá cá tra đang ở mức cao trong 2 năm có thể giúp doanh thu và lợi nhuận trong quý 4 được cải thiện. Thì đây cũng là lý do mặc dù là bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng nhóm này vẫn duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt. Thì các cổ phiếu chú ý thì trước đó mình có chia sẻ rồi. đầu ngành là có FMC, MBC, VHC và NV thì lát nữa em sẽ phân tích về phân tích kỹ thuật của các cổ phiếu này. Thì đó là tổng quan về thị trường. Hôm nay thì em phân tích kỹ về tổng quan thị trường cũng như là các nhóm ngành. Bởi vì hôm nay thì nó có sự phục hồi của các cổ phiếu nhóm vốn hóa lớn cho nên một số anh chị em mình đang nắm mít cát thì mình hơi lo sợ. Nhưng mà khi phân tích qua thì em mong qua những cái phân tích của em mình sẽ thấy được những cái nhịp điều chỉnh này. Nó sẽ là cơ hội, cơ hội để chị mình mua được cổ phiếu giá tốt chứ không phải là rủi ro nha. Thì tiếp theo em có nói rồi mình sẽ đi phân tích kỹ hơn về kỹ thuật cũng như là các mã cổ phiếu còn điểm mua trong giai đoạn này. Thứ nhất về nhóm à, về nhóm sản xuất về nhóm tiêu dùng thiết yếu thì mình có đề cập hai cổ phiếu là MWG và Masan. Thì đối với Masan trước đó em có khuyến nghị ở cái vùng giá 140 cho đến 143 thì giai đoạn này đang duy trì cái mức sinh lợi ổn thì mình sẽ gia tăng khi nào cổ phiếu vượt khỏi cái mốc 100 à, 150 nha khi nào vượt khỏi cái mốc 150 thì mình sẽ tiếp tục gia tăng cái phần còn lại thì dịp này kỳ vọng vượt khỏi 150 thì cổ phiếu sẽ tiến đến cái kháng cự tiếp theo là qua 160 nha thì anh chị nào đã mua theo khuyến nghị đối với cổ phiếu Masan thì anh chị mình tiếp tục yên tâm nắm giữ giai đoạn này mở lưu giai đoạn này vẫn còn điểm mua nha anh chị đối với cổ phiếu mở lưu gờ, ở vùng giá dưới 129 dưới 130 ở vùng giá 128 127 cho đến 130 nè nó có một cái nền thì nó cũng khá là giống với cổ phiếu Binary trước đó khi mà tạo cái nền đó thì vùng này anh chị mình có thể giải ngân bao phần trăm vị thế nha và gia khi nào trước đó chúng ta khuyến nghị hai điểm gia tăng rồi cho những nhịp điều chỉnh về quanh đây những nhịp điều chỉnh về quanh vùng giá 123 hoặc là vượt khỏi 133 đối với cổ phiếu MWG thì các cổ phiếu vốn hóa lớn anh chị thấy cái biên độ giá rất là lớn nhưng mà về cái phần trăm thì nó không quá nhiều đâu cho nên anh chị mình nếu mà muốn tham gia cái vốn của anh chị mình tương đối thì mình có thể chú ý trở lại đối với cổ phiếu MWG thì đó là về à, các cổ phiếu hàng tiêu dùng Thứ hai là các cổ phiếu bán lẻ thì bán lẻ giai đoạn trước đó mình có cho chú ý lại đối với cổ phiếu FRT nhịp này quanh 47, nếu điều chỉnh về quanh 46 đến 47 thì anh chị nào đang có hàng thì mình có thể tiếp tục gia tăng, có chị nào mua mới thì ở vùng giá 146 cho đến 147 thì anh chị mình có thể mở vào phần trăm vị thế đối với cổ phiếu FRT nha dòng cản dòng cản thì em có chú ý cổ phiếu Medep cho nhịp này nha anh chị mình chú ý thì sau hai cái viên tăng thì viên hôm nay cổ phiếu đang có nhịp điều chỉnh nhẹ thì nếu như nếu như anh chị nào muốn mua mới thì mình chờ cổ phiếu test về quanh 50 cho đến 50.5 nè ở cái vùng giá này thì nếu như cổ phiếu có những nhịp test về đây thì anh chị mình có thể mở 30% vị thế nha đối với những anh chị nào muốn mua mới cho dòng cảng biển thì ở vùng giá 50 cho đến 50.5 thì anh chị mình có thể mở 30% vị thế thì dạng này đối với những anh chị nào đang có hàng sẵn thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ thôi bởi vì trước đó mình đã khuyến nghị hai vùng mua là quanh 47 đến 48 thì mình mua trước bao phần trăm thì sau khi vượt 50 uh, 50.5 thì mình gia tăng rồi thì giai đoạn này anh chị nào đã mua theo khuyến nghị trước đó thì tiếp tục nắm giữ còn những anh chị nào muốn mua mới thì mình canh tép về quanh 50.50 đến -50 50.5 thì mình có thể mua một cổ em bổ sung thêm một cổ phiếu khác cũng là dòng vận tải biển nhưng nó liên quan đến ngành dầu đó chính là cổ phiếu BVT đây có thể nói là một cổ phiếu hưởng lợi từ hai ngành đối với nhịp này cho cổ phiếu BVT anh chị em mình có thể mở bao phần trăm vị thế ở vùng giá là 24.5 cho đến 24.7 nha vùng giá này phiên ngày mai cũng là cái phiên test T3 hàng về thì khả năng nó sẽ có những nhịp rung lắc để anh chị em mình mua được giá tốt thì nhịp này mình có thể mua trước 30% vị thế và gia tăng khi mà cổ phiếu vừa có 25 móc cắt lỗ cho cổ phiếu sẽ là 5% nha anh chị em nào muốn mua đối với cổ phiếu BVT này có thể chú ý được dòng điện dòng điện thì bên cạnh bc1 nè bc1 nhịp này bc1 nhịp này anh chị mình chú ý nha ở vùng giá nếu như cổ phiếu test về quanh vùng giá 38 nè nếu như cổ phiếu test về quanh vùng giá 38 thì anh chị mình có thể cân nhắc à, mở trước 30 phần trăm vị thế nha nếu như cổ phiếu test về đây và bật được thì mình có thể mở 30 phần trăm vị thế đối với cổ phiếu bc1 còn nhớ chị đã đang có hàng thì mình sẽ đặt mốc cắt lỗ quanh mức giá 37 và theo dõi được nha ghét yes, ghét yes, nhịp này cũng là một trong các cổ phiếu điện mà mình có thể theo dõi trong nhịp chỉnh Thì đối với cổ phiếu gap nhịp này thì mình sẽ theo dõi nếu như cổ phiếu test về đây Test về quanh cái vùng đỉnh cũ cũng như là quanh MA10 nè, là quanh cái vùng giá 19 đây Nếu như cổ phiếu cho nhịp test về quanh 19 cho đến 19.3 thì mình có thể mở được 30% vị thế đối với cổ phiếu dòng điện này nha Đây cũng là một trong các cổ phiếu đã thoát khỏi xu hướng giảm nè Mình zoom cái chart ra mình có thể thấy là cổ phiếu là đã thoát khỏi cái xu hướng giảm trước đó Thì dạng này sau khi anh chị để một đi là các cổ phiếu sau khi mà vượt giảm nó test lại thành công thì nó tăng rất là tốt thì nhịp này ghét cũng là một trong các cổ phiếu có thể chú ý được nha ri cũng là một trong các cổ phiếu điện mà anh chị mình dàn này có thể chú ý được cho nhịp điều chỉnh nha vùng giá này thì mình không mua đuổi nữa trước đó em có khuyến nghị anh chị em trong đông khách hàng của em mua ở vùng giá là 64 đến 65 thì đã chốt lại quanh 72 rồi đây Đây, ri trước đó có khuyến nghị mua 65 đến 66 và đã chốt lại, đã chốt lại quanh 72 thì nhịp này đang cho tín hiệu rất là tốt. Thì đối với anh chị nào mà muốn mua cho cổ phiếu ri nhịp này thì mình có thể chú ý nha, chú ý trong những nhịp điều chỉnh đây, mình chú ý ri trong những nhịp điều chỉnh là chỉnh về quanh cái đường ma 10 này, quanh vùng giá, quanh vùng đỉnh cũ luôn là quanh vùng giá 68 cho đến 69 này. Nếu như cổ phiếu cho những nhịp chỉnh về đây, thì anh chị nào muốn mua mới đối với cổ phiếu ri thì có thể cân nhắc mở bao phần trăm vị thế được nha. Thì đó là đối với cổ phiếu ri nhịp này dòng điện. Thì như vậy dòng điện chú ý ba cổ phiếu là BC1, GEG và ri. Còn về dòng bất động sản hiếu nãy em có chia sẻ rồi Các cổ phiếu còn chú ý là Nam Long, DIG và SCR Thì Nam Long nhiệm này tăng rồi Nam Long thì trước đó có khuyến nghị cho chị em trong rung khách hàng Và có phân tích luôn, có phân tích luôn về dự án đối với cổ phiếu Nam Long nè Thì Nam Long trước đó mua ở vùng 42-43 rồi, Thì nhiệm này chờ gia tăng thôi, chờ nhiệm điều chỉnh gia tăng thôi Còn chị nào mua mới thì mình chờ, nếu như có điều chỉnh về dưới 43 thì mình nhặt Còn ở vùng giá hiện tại thì nó gần cản Chị nói là phiên hôm nay chạm về cản quanh 45 thì chỉnh thì mình sẽ chờ nếu như có nhịp test thì mình mua thôi. À, DIG cũng tương tự, DIG nhịp này chờ chỉnh thôi. Nếu như chỉnh về quanh dưới 33 thì mình mua còn ở giá hiện tại thì nó vẫn rất là cao nha nó gần cái biên trên là 35 đến 36 thì mình chờ có chỉnh thì mua thôi còn nhịp này không mua đuổi có anh chị nào đang có hàng thì tiếp tục nắm giữ được đối với cổ phiếu DIG nhịp này nha và mình có thể chú ý được đối với cổ phiếu SCR một cổ phiếu vốn hóa tương đối những cái nhịp chỉnh về quanh vùng giá 12.3 cho đến 12.5 như lúc nãy em có đề cập thì mình có thể giải ngân bao phần trăm vị thế và gia tăng khi mà vượt 13.5 dệt may à, dệt may thì mình chú ý được à, về dòng xuất nhập khẩu đó, lúc nãy mình chú ý hai dòng thủy sản và dệt may thì đối với dệt may thì mình có thể chú ý lại đối với cổ phiếu VGT nha VGT nhịp này có thể chú ý trở lại được ở quanh cái vùng giá là Quan đường EMA 10 và đường EMA 20 là nơi hỗ tụ của hai đường EMA này là quanh vùng giá 20.3. Thì nếu như anh chị nào muốn mua mới thì mình có thể cân nhắc. Cho những nhịp điều chỉnh về quanh đây, những nhịp điều chỉnh về quanh đây thì mình có thể cân nhắc mở 30% vị thế được. Đối với cổ phiếu VGT và gia tăng khi mà cổ phiếu vượt khỏi cái cảng 21.5 này. Gia tăng khi nào cổ phiếu vượt cảng 21.5 thì mình sẽ tiếp tục gia tăng cái phần còn lại đối với cổ phiếu VGT nhịp này. Còn các cổ phiếu dẹp mai khác thì giai đoạn này chưa có điểm vào nè. Mai sông hồng thì đang xây nền nhưng mà cái nền trên này nó cũng chưa chưa phải là điểm đẹp để anh chị mình mua mới. Bởi vì cái phiên ngày cái phiên ngày 5 tháng 10 thì nó cũng có hấp được chốt là tương đối thì mình sẽ tiếp tục theo dõi ở cái nền này thôi. STK cũng vậy thì các cổ phiếu này thì sau giai đoạn tăng mạnh thì đang chỉnh thì mình sẽ theo dõi nhịp chỉnh để tìm điểm mua sau. Điểm mua sau thì giai đoạn này có thể chú ý được đối với cổ phiếu VGT thôi. Một dòng khác mà anh chị mình có thể chú ý giai đoạn này đó chính là dòng đạm nha. Dòng đạm thì anh chị mình có thể chú ý trở lại được đạm phú mỹ đạm phú mỹ thì dạng này nếu như cổ phiếu có những nhịp chỉnh về đây nếu như cổ phiếu có những nhịp chỉnh về quanh cái vùng giá là quanh vùng giá 36 này quanh cái vùng đỉnh trước đó là quanh vùng giá 36 đến 36.5 ở quanh đường em 10 em 20 này thì anh chị mình cân nhắc trong những nhịp chỉnh mình nếu như chỉnh về đây thì anh chị mình có thể mở vào phần trăm vị thế được đối với cổ phiếu đạm phú mỹ BFC, BFC hiện tại đang test trend nè anh chị Vì hôm nay có thể nói là một phim test trend thành công Cũng như là test về đường MA50 Thì dạng này chị em nào mà muốn mua mới đối với cổ phiếu BFC Thì có thể chú ý trong nhịp test này rồi nha Là quanh vùng giá 34 trên đến 34.5 Thì mình có thể mở vào phần trăm vị thế Thì dạng này sau khi cổ phiếu vượt trend Thì nó có nhịp test Thì nhịp test này cũng tương đối Nhịp test này cũng tương đối Thì mình sẽ kỳ vọng nhịp test này sẽ thành công Thì mình sẽ mua trước ở vị thế thăm dò Và gia tăng khi mà cổ phiếu vượt khỏi 36.5 Đối với cổ phiếu BFC nha đạm cà mau thì thế nào đạm cà mau thì nhịp này theo dõi thôi giá nó cũng hơi cao rồi thì nếu như tết về đây nếu như khó tết về 28 thì mình mua còn ở vùng giá này thì tương đối cao rồi thì mình sẽ chú ý hơn đối với hai cổ phiếu là đạm phú mỹ và bfc à, đối với dòng đạm nha còn các cổ phiếu ngân hàng thì em sẽ phân tích sơ qua về các cái mốc kháng cự trong ngắn hạn đối với các cổ phiếu mà đang có dòng tiền vào tốt. Thứ nhất là công thương này, công thương nó sẽ có cản trên, nó sẽ có cản trên quanh vùng giá 31.5 cho đến 32. Thì nhịp này nếu như chị nào còn nắm giữ công thương thì mình vẫn tiếp tục nắm giữ được nha. Khi cổ phiếu nó kỳ vọng sẽ có những nhịp test về quanh cái vùng đỉnh trước đó. Thì chị nào trong ngắn hạn muốn ra hàng, nếu như chị mình mua lại ở vùng giá đáy này, vùng giá thấp là quanh vùng giá 28 đến 29 thì những nhịp hồi này nhịp về quanh 31.5 cho đến 32 thì mình có thể chốt lại trong ngắn hạn. Còn ở vùng giá này thì sẽ không mua mới nữa nha hoặc là techcombank Techcombank đang nối tiếp đà tăng rất là tốt thì cái mốc kháng cự tiếp theo cho cổ phiếu sẽ là quanh vùng giá 55 nha. Mốc kháng cự tiếp theo cho cổ phiếu sẽ là quanh vùng giá 55 thì nhịp này mình có thể tiếp tục nắm giữ được đối với cổ phiếu Techcombank và giờ giờ cái mốc chặn lại về 51 về 51 và theo dõi tiếp cho cái đà tăng sắp tới của cổ phiếu Techcombank nha. Techcombank đang có thanh khoản trở lại và nếu như những phiên tới nếu như những phiên tới là nếu đi ngang hoặc là điều chỉnh hoặc là tăng tiếp mà cái vô nó được cải thiện, cái vô nó vẫn được duy trì ở mức cao như thế này thì đó sẽ là một tín hiệu tốt đối với cổ phiếu Techcombank khi mà thanh khoản được quay trở lại. Mời ban phi hôm nay cũng có tín hiệu rất là tốt. Thì mời ban phiên trước đó là vào ngày phiên hai mươi tháng chín thì có tín hiệu khối ngoại mua trở lại. Nhưng mà với áp lực từ thị trường chung thì cổ phiếu đã có nhịp điều chỉnh. Hiện này cổ phiếu đang cho tín hiệu là vượt khỏi đường xu hướng trung hạn là đường EMA năm mươi là quanh vùng giá hai mươi chín nè. Quanh vùng giá hai mươi chín thì mình sẽ theo dõi cho cái nhịp tăng này đối với cổ phiếu mời ban. Nếu như cổ phiếu vượt thành công, vượt thành công cái mốc hai mươi chín này, thì các target tiếp theo cho cổ phiếu sẽ là quanh vùng giá 30 30 trên ba nha, cái vùng đỉnh trước đó thì mình sẽ kỳ vọng nhịp này cho cổ phiếu mời băng vượt được các anh chị mình chờ nhé. đối với nhịp này mà muốn mua mới đối với cổ phiếu mời mời băng thì mình sẽ chờ bởi vì trước đó mình không mua kịp cho những nhịp giá giảm rồi thì mình sẽ không mua đủ cho những nhịp giá tăng thì mình chờ nếu như cổ phiếu vượt nếu như cổ phiếu vượt thành công cái cảng này thì khả năng cao nó sẽ có những nhịp test lại nó còn có những nếu như cổ phiếu vượt 29 thành công và nó test trở lại quanh à, 28 trăm ít thì đó sẽ là cái cơ hội mình mua giai đoạn này còn bởi vì hiện tại mình đã qua điểm mua đối với cổ phiếu mời băng rồi mình sẽ tuyệt đối không mua đủ nha còn những anh chị nào đang có hàng sẵn thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ được OCB trước đó em có khuyến nghị anh chị em trong room khách hàng của em là mua ở vùng giá 20, 25, 23 đến 24 nè. Đây đối với cổ phiếu OCB Đây chỉnh dưới uh, mua quanh vùng giá 23 đến 24 thì nhịp này cổ phiếu đang cho đà tăng rất là tốt thì mình sẽ kỳ vọng cổ phiếu vượt khỏi cả 25. Thì đối với những anh chị nào mua theo khuyến nghị của em thì mình sẽ chờ vượt khỏi 25 mình gia tăng nha. Còn thời điểm hiện tại thì không có điểm mua mới đối với cổ phiếu OCB nha. Cổ phiếu đang có đà tăng rất là ổn giai đoạn này. ACB cũng đang có sự uh, sự cải thiện về thanh khoản nè và phiên hôm nay cổ phiếu ACB đã vượt khỏi vượt khỏi cái nền thì mình sẽ kỳ vọng trong những cái nhịp sắp tới cổ phiếu có thể vượt khỏi cái cản 33. Thì nếu như cổ phiếu vượt 33 thành công thì nó sẽ có thể tiến về cái vùng đỉnh uh, tiến về cái vùng một nền trước đó thì nhịp này anh chị nào đang có hàng đối với cổ phiếu ACB thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ còn những anh chị nào muốn mua mới thì mình chờ vượt hẳn nha mình chờ vượt hẳn cản hoặc là những cái nhịp test lại mình mua thì dạng này mình đã qua điểm mua đối với cổ phiếu ACB rồi thì mình chờ vượt cản nha mình chờ vượt cản thì có những nhịp test sau đó mình mua được BVB cũng là một cổ phiếu ngân hàng dạng này có thể chú ý ở vùng giá quanh dưới 21 nha Nếu như chị nào chưa mua kịp ngân hàng thì à, chưa có cổ phiếu ngân hàng trong danh mục thì BVB cũng có thể là một cái sự lựa chọn giai đoạn này ở vùng giá dưới 21 thì mình có thể mở trước 30 phần trăm vị thế được đối với cổ phiếu BVB dạng này trong dòng ngân hàng nha còn về dòng chứng khoán thì phía hôm nay cũng chưa có cái sự nổi bật lắm so với nhóm cổ phiếu ngân hàng đây nhóm cổ phiếu chứng khoán thì tăng nhẹ thôi thì nó vẫn vẫn loanh quanh cái kháng cự à, trước đó những cái kháng cự em có chia sẻ rồi thì nhịp này mình vẫn chờ vượt kháng cự đối với cổ phiếu chứng khoán mình mới mua nha Để ví dụ như HGM phiên hôm nay chia thì mình chờ thôi Phi hôm nay chia thì mình sẽ không mua vội đối với các cổ phiếu ngay giải dịch không hưởng quyền thì em sẽ không khuyến nghị mua SSI thì SSI phiên hôm nay vượt cản rồi anh chị Phiên hôm nay vượt khỏi cái cản 41.5 Thì cái vùng target tiếp theo cho cổ phiếu sẽ là quanh 43 Thì mình sẽ rời Mình sẽ rời móc chặn lại về 41 Và theo dõi nhịp tăng này đối với cổ phiếu SSI Cho cái target tiếp theo là quanh 43 Còn anh chị nào muốn mua mới thì mình chờ hạ nhiệt quanh 41 Chờ những nhịp tết lại quanh 41 thì mình mua VCR tương tự Visa tương tự cái mốc hỗ trợ trong ngắn hạn cái mốc trả lãi chị mình cần lưới là quanh mốc năm mươi chín năm cho đến sáu mươi thì nhịp này vẫn tiếp tục nắm giữ được và không có điểm mua mới nè SHS SHS thì đang hồi rất là ổn thì mình sẽ kỳ vọng hồi về cái nền trước đó là quanh mức giá bốn mươi thì nhịp này có thể tiếp tục nắm giữ được hoặc là MBS MBS thì Phi hôm nay đang chứa tín hiệu là lương trường quanh đường ma 50 là quanh mức, mức giá 34 thì mình sẽ chờ chờ vượt hẳn cái vùng này và mình gia tăng nha. Còn chị nào đang có hàng sẵn thì mình sẽ chờ gia tăng. Còn mua mới thì mình chờ vượt hẳn nha. Thì dạng này đối với dòng chứng khoán hầu hết là ở vị thế theo dõi thôi. Mình chờ khi nào cổ phiếu vượt hẳn thì mình mua nha. Dòng thép thì hôm nay có hoạt phát tăng rất là tốt, hoạt phát chính thức vượt đỉnh rồi, chính thức vượt cái đỉnh 57 thì nhịp này chị em mình nắm giữ được và giờ cái mốc chặn lại về 55 theo dõi được đối với cổ phiếu Hà Phát nha. Hoa sen, hoa sen thì vẫn đang quanh nền Và trước đó mình có khuyến nghị nếu như cổ phiếu coi nhiều điều chỉnh Về qua 46.5 đến 47 thì mình mua Thì nhịp này vẫn theo dõi theo những cái khuyến nghị cũ đối với cổ phiếu hoa sen Tên là H thì đang chạm về vùng đỉnh cũ quanh 23 thì đang có tín hiệu là xoay nền lại Thì nếu như xoay nền ổn và cổ phiếu hấp thụ hết lực cung thì nó có thể tăng tốt Thì nhịp này chị mình có thể chốt bớt một phần quanh 23, chốt 30% cho an tâm Và chờ khi nào cái phần còn lại thì chờ giữ cho chờ cổ phiếu vượt đỉnh Nam Kim thì Nam Kim vẫn đang xây nền nhưng mà cái nền này tương đối cao nên em không khuyến nghị mua vào Anh chị nào đang có hàng sẵn thì mình sẽ rời chặn lại về 46.5 và theo dõi tiếp theo thì đó là những cái phân tích của em về thị trường trong video ngày hôm nay cũng như là cập nhật về các cổ phiếu các cổ phiếu mình đang nắm giữ nè các cổ phiếu nào còn mua được thì em mong qua những cái phân tích của em thì anh chị mình có thể có được một cái danh mục tốt trong thời gian sắp tới và có thể đưa ra cái hướng xử lý danh mục một cách tốt nhất thì em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ à. chúc anh chị có một phiên ngày mai thành công và thắng lợi